Những mỏ than nằm sâu trong lòng đất đang ngày đêm được khai thác. Những dòng sông cuồn cuộn đổ được xem như các dòng sông năng lượng. Những nguồn nhiệt khí đã từng cứu nguy hiệu quả tình hình thiếu điện nghiêm trọng cả nước trong các mùa khô khốc liệt. Các nguồn tài nguyên tưởng chừng đơn giản này lại được chuyển hóa kỳ diệu thành năng lượng xanh sạch theo lưới truyền tải điện quốc gia, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế là cả câu chuyện dài để kể. Hãy đón xem Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu, phát sóng vào lúc 10:50 Chủ nhật cách tuần trên VTV2.